Đến hẹn lại lên, chào mừng 500 anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời chiến. Kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, máy bay chiến lược ném bom B-52 là loại đặc sản quân sự khốn nạn với sức hủy diệt kinh khủng nhất mà Mỹ mang đến Việt Nam. Chúng đã liên tiếp thực hiện các cuộc chiến tranh phá hoại bằng thứ đặc sản đó, nhưng mau chóng bị phá sản. Vì thế, để giữ lại chút liêm sỉ với tư cách là một ông lớn, năm 1972, Mỹ đã tận dụng cái thứ của nhà trồng được, dội xuống miền Bắc Việt Nam một khối lượng bom đạn khổng lồ với hy vọng cuối cùng là biến miền Bắc Việt Nam quay về thời kỳ đồ đá. Thế nhưng Mỹ có chết cũng không ngờ được bộ đội đặc công của ta đã nhanh chóng lật ngược tình thế, tấn công xào huyệt B-52 của chúng trên đất Thái Lan. Vậy làm thế nào bộ đội đặc công của ta đánh lừa được Mỹ để vào được căn cứ quân sự? Cuộc chiến nảy lửa không cần sức, một mất một còn này diễn ra như thế nào? Mỹ đã phải chịu đựng những tổn thất gì? 500 anh em hãy cùng tôi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, tháng 2 năm 1967, người cầm đầu chính phủ Mỹ là Tổng thống Johnson đã ra lệnh mở rộng phạm vi đánh phá trong khu vực miền Bắc với ảo tưởng hy vọng biến miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Chúng đã đem rất nhiều máy bay ném bom B-52 đến Việt Nam để tiến hành giải thảm, ngăn chặn các đường tiếp viện vào chiến trường miền Nam Việt Nam. Thế nhưng mà máy bay đến Việt Nam rồi thì hạ cánh, cất cánh ở đâu và quan trọng là làm thế nào để bảo đảm được an ninh sân bay mà không bị bộ đội Bắc Việt phát hiện và đánh phá? Đây là một câu hỏi lớn mà bọn Mỹ đã vắt óc suy nghĩ suốt mấy tháng trời. Sợ quá nên cuối cùng quân Mỹ đã nghĩ ra cách mò sang tận Thái Lan để xin phép Anh Thái cho tiến hành xây dựng những căn cứ không quân như sân bay Utapao, Ubon, Udon. Nhờ có vị trí rất gần Việt Nam, từ những sân bay đi mượn, những chiếc máy bay B-52 của Mỹ sẽ cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Cường độ xuất kích cao hơn, khả năng tiếp vận cũng sẽ nhanh và nhiều hơn. Đặc biệt, chúng hy vọng rằng ở sân bay Thái Lan thì sẽ không bị quân ta quấy rầy nữa. Thế nhưng chúng nó có chạy đằng trời thì bộ đội ta vẫn cứ tìm được. Với chủ trương, địch xuất phát từ đâu, ta sẽ đánh trả ngay tại nơi xào huyệt của chúng. Vì thế dù có chạy sang Thái Lan hay bất kỳ nơi nào đi chăng nữa thì anh Mỹ cũng đừng hòng thoát khỏi tay em nhé. Khi đó vào đầu năm 1969, đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã kịp thời ra chỉ thị. Đặc công phải tiến sâu vào lòng địch, đánh phá các căn cứ, các cơ quan đầu não và phương tiện chiến tranh, đánh vào hậu cứ của chúng, ví như ta dùng kim chọc vào mắt địch, tác dụng rất lớn, rất đau. Trên cơ sở phân tích tin tình báo chiến lược, phán đoán ý đồ của Mỹ, quân ta đã nghiên cứu và chuẩn bị phương án đánh thắng vào những căn cứ máy bay B-52 của Mỹ tại Việt Nam khi chúng cả gan tăng cường ném bom vào thủ đô Hà Nội. Kiểu như mày đánh vào nhà tao đi, tao sẽ đánh tận xào huyệt của mày, không có đường mà bay nhảy nữa đâu con ạ. Nhận thấy khó khăn cực kỳ nan giải ở đây là làm thế nào để bộ đội đặc công của ta vào được căn cứ quân sự trên đất Thái Lan. Ngay lập tức một đơn vị đặc công của ta đã giải quyết một cách nhanh, gọn, nhẹ bằng cách cho tuyển nhân sự và tổ chức huấn luyện gắt gao theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là tuyển chọn Việt Kiều từ Thái Lan đã về nước sinh sống, có nghề nghiệp phù hợp với nhiệm vụ, nhất là đọc thông, viết thạo ngôn ngữ Thái Lan, hiện đang có thân nhân sinh sống hợp pháp ở Thái Lan, để có thể hiểu rõ được tường tận mọi ngõ ngách cần đánh phá. Đối tượng thứ hai là chọn chiến đấu viên gồm những cán bộ, chiến sĩ trong binh chủng có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, sẵn sàng chịu đựng khó khăn, gian khổ và thậm chí cả hy sinh, giỏi đọc bản đồ, địa bàn và đi góc phương vị. Từ Hà Nội, các đơn vị này bí mật hành quân theo đường Trường Sơn vào tận Lục Ninh rồi quay ra cao nguyên Boloven, sau đó mới chuyển sang hướng Tây, nơi trú quân tuyệt nhiên phải đảm bảo bí mật, an toàn, tránh sai sót để bị địch phát hiện dù chỉ là sợi tóc. Đây là nơi gần nhất và thuận lợi nhất khi tiếp cận mục tiêu. Mọi sinh hoạt của lính đặc công ở Thái Lan rất khó khăn, họ đều phải tự túc, tự mua sắm bằng ngoại tệ, kể cả vũ khí. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, các anh đã nhanh chóng thích nghi với công việc và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Các chiến sĩ bộ đội đặc công của ta chủ yếu phải đi đêm, ban ngày nghỉ ẩn nấp. Nhiều khu vực không có chỗ ẩn nấp an toàn, các chiến đấu viên phải đào hầm bí mật. Bình quân 24 giờ phải đi được 20 km trở lên. Về vấn đề ăn thôi cũng rất nan giải. Tất cả đều được cất gọn trên lưng, mang vác ra sao để vừa gọn nhẹ, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa bí mật. Qua nhiều lần thử nghiệm, đơn vị đã nghĩ ra cách tối ưu là lấy thóc nếp xay, bỏ trấu, không giã, để nguyên cám, ngâm nước, xóc muối, đồ xôi, phơi khô, rang phồng như kiểu làm cốm, trộn thêm ít đường. Mỗi ngày ăn 2 bát, loại bát B-52. Vậy là đi về một tháng, chiến đấu viên phải mang 60 bát, cũng nặng tới 10 kg, rồi tư trang, súng đạn, tất tần tật gùi trên vai cũng xấp xỉ 30 kg.
Nước uống thì tùy nghi, gặp sông suối đâu uống đó, không mang bi đông để giảm bớt cồng kềnh, gây khó khăn chui luồn và nặng thêm 1 kg. Mỗi lần hoàn thành một chuyến đi và về, người sụt cân ít nhất cũng là 5 kg, có người hao tới 14 kg bởi đói, thiếu ngủ, muỗi, vắt và sốt rét. Không ít lần gặp địch, đơn vị còn tổn thất, thương vong rất lớn. Thế mới thấy ý chí sắt đá và lòng căm thù giặc của bộ đội đặc công lớn như thế nào. Khó khăn là vậy, nhưng các anh vẫn quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để đánh phá vào căn cứ quân sự của địch. Mục tiêu đầu tiên được chúng ta chọn lựa để công kích địch đó là sân bay Utapao, sao huyệt của những chiếc B-52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Nhắc đến sân bay được cho là đắc địa này, người Mỹ ung dung tự đắc cho rằng đây là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm và thường xuyên để trong căn cứ khoảng 20 chiếc máy bay B-52 mỗi đêm. Thế nhưng chúng đã nhầm, vì đối với bộ đội đặc công của ta thì không gì là không thể. Quân ta đã nhanh chóng xác định rằng không thể đánh sân bay Utapao bằng lực lượng lớn từ xa, mà phải dùng một lực lượng nhỏ, những người lính đặc công đang hoạt động trên đất Thái Lan thì mới có điều kiện tiếp cận, điều tra, nghiên cứu và tấn công mục tiêu. Tháng 5 năm 1971, đồng chí Lê Toàn đã thành lập một tổ đặc công gồm các anh Trần Thế Lại, Bùi Văn Phương, Vũ Công Đài, lúc đó đang hoạt động trên đất Thái Lan, giao nhiệm vụ đánh sân bay Utapao cho tổ đặc công tinh nhuệ này. Nhận nhiệm vụ tổ chức trận đánh, đồng chí Trần Thế Lại đã lập tức giải trang là dân thường đến khu vực sân bay Utapao để điều tra, nghiên cứu mục tiêu, nắm tình hình sơ bộ và kiểm tra nơi cất giấu vũ khí. Thế nên bọn địch còn lâu mới phát hiện ra đó là bộ đội đặc công của mình, mà có phát hiện được thì sân bay cũng đã nổ bùm. Đến trưa ngày 9 tháng 1 năm 1972, hai đồng chí Phương và Đài cùng nhau đi xe đến gần khu vực sân bay. Sau khi quan sát, cả hai tiến về phía mục tiêu, tiến hành khắc phục vật cản. Thế nhưng hàng rào bao quanh sân bay là loại dây thép gai 0,3 cm, dựng cao đến 2 m. Những người lính đặc công với chiếc kìm cắt loại nhỏ không thể cắt nổi, vì thế họ phải chấp nhận đau đớn để luồn lách chui qua. Quá trình tiềm nhập vào mục tiêu, các chiến sĩ đặc công đã 3 lần gặp địch, 2 lần khéo léo ngụy trang qua khỏi tầm mắt của chúng. Đến lần thứ 3, trong một tình thế đặc biệt, buộc tổ chiến đấu phải nổ súng tiêu diệt nhóm tuần tra gồm 2 lính Mỹ và 1 chó béc dê. Khi khoảng cách còn 50 m, một tổ tuần tra khác của địch phát hiện, nổ súng bắn chặn. Trong tích tắc, đồng chí Phương nhanh tay như một cơn gió, tung lựu đạn về phía địch, lợi dụng thời cơ địch giạt ra tránh. Hai người lính đặc công đã nhanh trí lao nhanh đến mục tiêu, dùng thủ pháo đánh vào từng chiếc máy bay. Khi Bùi Văn Phương vừa thoát ra ngoài khu vực sân bay thì tiếng súng bỗng rộ lên từ phía cửa mở. Người lính đặc công Vũ Công Đài đã anh dũng hy sinh, nhưng chắc chắn anh đã rất vui mừng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau đó là những tiếng nổ lớn và những đám cháy bùng lên phía trong khu vực sân bay. 8 chiếc máy bay B-52 của Mỹ đã bị phá hủy, khiến quân Mỹ chạy tán loạn, vì nếu không thì chúng sẽ bị biến thành những con chuột thui đen sì mất. Ngay ngày hôm sau, các thông tấn phương Tây đã đưa tin, bình luận: Mỹ thật sự hoảng hốt và thực sự hỏi chấm khi không hiểu Utapao đã bị đánh bằng cách nào. Chúng không ngờ đặc công Việt Nam đã vào được tận sao huyệt và chỉ với 2 người mà phối hợp ăn ý phá hủy được 8 máy bay B-52 kinh khủng đến như vậy. Sau khi oánh được sao huyệt của địch rồi, đoàn đặc công biệt động A-54 của ta tiếp tục nhân cơ hội đánh thẳng vào sân bay Udon. Cuối tháng 7, tổ soi đường bí mật vượt sông, luồn rừng vượt suối nhắm hướng sân bay để đi. Đi được 15 ngày, hết lương thực, các anh đành phải quay về căn cứ. Ngay sau đó một sáng kiến được đưa ra, đó là dùng kỹ thuật ém lương thực theo kiểu sâu đo dọc tuyến đường hành lang vào đến sân bay Udon. 3 chiến sĩ của đội, mỗi người mang hơn 30 kg lương thực đến vị trí A, để lại 10 kg, chôn kỹ và đánh dấu rồi quay về. Cứ thế từng chuyến lương thực được chuyển đến vị trí B, C, D trên suốt chặng đường dài. Đúng là các anh bộ đội của ta quá thông minh và gan dạ. Họ đã biến khó khăn trở thành quyết tâm để chuẩn bị tiêu diệt địch một cách nhanh, gọn, lẹ, không cho chúng sống sót trở về. Đêm ngày 1 tháng 10, đội hình chiến đấu bắt đầu cơ động vào sát khu vực sân bay Udon. Lúc này trời mưa to, gió lớn, phải đến gần sáng ngày 2, đội mới tới được gần sân bay. Trời sắp sáng, sợ lộ bí mật, mọi người phải tính kế phân tán nơi ẩn nấp, chờ đến khi trời tối để vào trinh sát mục tiêu. Cả hai tổ phải rút ngay để kịp rời sân bay trước khi trời sáng. Nhưng trời sắp sáng mà tổ mở cửa vẫn trong trạng thái hoang mang, không thấy hai tổ chiến đấu quay trở lại. Tại vị trí tập kết, chỉ huy trận đánh lo lắng và nóng lòng nghe tiếng nổ vọng ra từ khu vực sân bay, nhưng không gian vẫn bốn bề tĩnh lặng. Cho tới 10 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1972, khi nghe những tiếng nổ liên hồi từ phía sân bay, tổ đánh kho xăng và tổ mở cửa mới gặp được nhau. 4 người còn lại của tổ đánh B-52 vẫn chưa thể thoát ra được. Điều lo lắng lúc này là họ đang ở đâu? Nhưng mãi đến tận sau này, ta mới biết tin là 3 người lính đặc công Phan Xuân Kính,
Phạm Văn Lãm, Vũ Công Sướng đã hy sinh ngay tại sân bay. Đồng chí Nguyễn Khắc Nga bị thương nặng và bị địch bắt. Tất cả những thông tin Udon bị đặc công Việt Nam đánh bom, phía Mỹ đã ém nhẹm, không một phương tiện truyền thông nào dám đưa tin. 23 máy bay B-52 của Mỹ, một trạm điện, một kho xăng đã bị bộ đội đặc công của ta phá hủy trong trận đánh này. Quân địch đã thua một cách nhục nhã và hèn hạ. Sau khi giành được chiến thắng tại Utapao và Udon, quân ta thừa thắng xông lên đánh thẳng vào căn cứ Ubon với mục tiêu khiến địch một đi không trở lại. Trước năm 1972, sân bay Ubon đã 6 lần bị đặc công Việt Nam gài mìn phá hủy nên địch sợ hú vía, phải tăng cường cảnh giác bảo vệ an ninh. Vì thế để đột nhập vào sân bay như những trận đánh trước đây, đối với lực lượng đặc công của ta là rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm phá hủy phương tiện chiến tranh của địch, lực lượng đặc công của ta không chịu bó tay trước những thủ đoạn đối phó mới của địch. Khó khăn nhất đặt ra trong thời gian này với lực lượng của ta là thiếu vũ khí. Ta chỉ có một số súng bộ binh, mìn, thủ pháo mà không có bất kỳ loại vũ khí nào thích hợp với một trận đánh tập kích hỏa lực. Vì thế quân ta đã bí mật sang Campuchia gặp Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam đề nghị chi viện vũ khí. Đúng là tình anh em chắc chắn bền lâu. Đồng chí Đồng Văn Cống, Tư lệnh Mặt trận, một người rất tâm huyết với bộ đội đặc công đã nhanh chóng quyết định cấp ngay vũ khí theo đề nghị của tiểu đoàn. Và thế là tài sản của ta lại gia tăng gấp đôi. Chỉ cần đợi địch ho he, nhúc nhích là giết không còn đường sống. Không may lúc này lại đang là mùa mưa, hành quân mang vác nặng qua mọi địa hình phức tạp đã là vất vả. Do yếu tố bí mật, đội lại phải luồn lách qua các tuyến bố trí của địch. Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước, anh em chỉ lo sao cho đạn dược không bị ẩm ướt, bảo quản được vũ khí. Không ai còn tâm trí lo đến miếng ăn là gạo rang đã thiu mốc, quần áo ẩm ướt cả ngày không được thay, nước uống cạn đục, nằm bờ, ngủ bụi. Gần đến khu vực sân bay thì đồng chí Hồi, khẩu đội trưởng bị sốt cao, không thể tiếp tục đi. Vì thế đội đã để hai chiến sĩ ở lại trông nom, số còn lại vẫn quyết tâm lên đường, quyết làm nên trận sống mái với quân địch. Khi đến vị trí sân bay, các anh đã bí mật triển khai trận địa, thế nhưng do ảnh hưởng mưa gió ẩm ướt, 40 quả đạn mang theo, 5 quả không nổ, còn 35 quả đạn còn lại đã nổ trúng mục tiêu, phá hủy đài chỉ huy sân bay, xưởng sửa chữa và một số thiết bị sân bay, khiến quân địch thua một cách thảm hại, tức tối mà không thể làm gì khác. Như vậy, hàng chục máy bay B-52 vừa bị phá hủy tại sân bay Utapao, Udon, tiếp đến là sân bay Ubon lại bị đánh phá chỉ trong thời gian vài tháng, đã khiến cho người Mỹ hoang mang về tư tưởng, tổn thất về vật chất, tiêu hao nhiều sinh lực địch, khiến nỗi sợ lính đặc công Việt Nam của chúng tăng lên gấp đôi. Còn truyền thông Thái Lan ngay lập tức đánh tiếng cho chính phủ từ chối để Mỹ đậu nhờ B-52 ở đất Thái do sợ bị vạ lây. Anh em thân mến, những trận đánh ở Thái Lan của bộ đội đặc công đã diễn ra đúng thời điểm và đánh trúng các mục tiêu quan trọng có ý nghĩa chiến lược. Và phương pháp đánh địch ngay tại sào huyệt của địch của quân đội Việt Nam thêm một lần nữa được thực hiện và hoàn thành bởi lực lượng đặc công tinh nhuệ, anh dũng. Các anh không chỉ giỏi đấu trí mà khi tổ quốc cần, những con người đó còn dám xả thân như những chiến sĩ ngoài mặt trận, góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, chấn động địa cầu. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.